Chương 28. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Marie Madeleine và Marie khác đến thăm mộ. Và này đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dong của thiên sứ giống như chớp nhoáng, và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh sợ hãi run rẩy, trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau, nói cho môn đồ Ngài hay rằng, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó liền vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường, thì có mấy tên lính canh vào thành thuật lại cho các thầy tế lễ cả biết mọi việc đã xảy đến. Các thầy bèn nhóm lại cùng các trưởng lão đặng bàn luận. Xong rồi, thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc, mà dặn rằng, các ngươi hãy nói rằng, môn đồ nó đã đến lúc ban đêm, khi chúng tôi đương ngủ, mà lấy trộm nó đi. Nếu điều ấy thấu tai quan tổng đốc, thì chúng ta sẽ khuyên giải người, và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc, và làm theo như lời. Tiếng ấy đã đồn ra trong dân Giu-đa cho đến ngày nay. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.